Sáng nay, Thường trực Thành ủy làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Thanh tra thành phố về tình hình công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Chi bộ Thanh tra thành phố trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố hiện nay có 26 đảng viên. Trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ cùng sự phối hợp của các sở ban ngành, đoàn thể và các địa phương, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội thành phố. Bên cạnh các kết quả đạt được, Chi ủy Thanh tra thành phố thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại khó khăn vướng mắc hiện nay trong các công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thông tin, tổng hợp báo cáo, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng ngành thanh tra.